Chào các em, chúng ta giải vòng số 5 V-Olympic của khối lớp 7. Bài thi số 1. Này chủ yếu là bấm máy cái. Cho nó nhanh cho rồi. Đỡ đau đầu ha. 11,3 trừ mở ngoặc trừ 2,2 cộng 180,6 đóng ngoặc trừ 12,3 đóng ngoặc trừ 154,8 tìm A biết trừ 22/3 của A thì bằng đó. Như vậy là A sẽ bằng gì? 36/5 chia cho -2 2/3 -2.7 kìa. Bên cạnh này mũ nó nhỏ, các em lười cái bấm máy tính luôn ha. 2 mũ 9 trên 6 mũ 3 chia cho 9/49 dấu trừ mũ chẵn thôi bỏ luôn đi, ghi chi nữa. 81/49 64/3 tức là 21,3 tiếp 1 - 2/3 trừ 2/9 trừ 2/27 trừ 2/28 lỗi 81 chứ trừ 2/243 bằng 1/243 tức là rất là nhỏ, 0.004. Tiếp tục 1/2/9 trừ cho 3/2/13 cộng cho 2/1/3 trừ cho 8/5/13 cộng 15/4/9 97/13 7.461 trừ 1.48 toàn hỗn số không, 13/1/2 chia cho mở ngoặc -3/1/4 -4.153 hai cái này giống nhau rồi ta. Rồi bấm tiếp 2 mũ 6 6 mũ 4 chia phân số -27 225 nhân cho 9/25 -0.48 Bài cuối cùng bài này giải bằng toán học đúng nghĩa đi. Rồi vậy là 2/7 trừ cho x
các em coi như một số ha, giá trị đối với đó coi như một số. Số đó muốn tìm thì các em lấy là 4 phần 3 nè, cộng cho 5 phần 2 nè, là được bao nhiêu, là trừ cho 11 phần 4, xin lỗi 11 phần 14 nè. Nó ra 64 phần 21, 64 phần 21. Từ đây mình có hai tình huống là 2 phần 7 trừ x là bằng 64 phần 21, hoặc là 2 phần 7 trừ x bằng trừ 64 phần 21. Giờ ta sẽ chọn kết quả nào mà x nó ra dương nha, thì ta mới lấy. Rồi ta lấy 2 phần 7 trừ cho 64 phần 21 thử. Ra âm cái em, bỏ đi. Như vậy lấy 2 phần 7 trừ cho âm 64 phần 21, tức là cộng 64 phần 21, 10 phần 3. 10 phần 3 em. Như vậy là 10 phần 3 là 3,3. Đó là đáp án. Ô cuối cùng, x bình phương sẽ bằng 113 bình phương. X bình phương bằng 113 bình phương. Như vậy x sẽ bằng cộng hoặc là trừ 113. Ở đây ta chọn số âm, đề bài đòi hỏi số âm. Vậy là âm 113 ha. Rồi giờ các em chọn đáp án cho nó chuẩn ha. Số âm nào nhỏ nhất? Đây số này, số đầu tiên luôn. Số đầu tiên luôn. Đây. Rồi tới âm 4. À xin lỗi, âm 113 quá bự luôn. Rồi tới âm 4. Nó ra. Rồi tới âm 2,7. Nó đây. Rồi tới âm 1,48. Nó đây. Rồi tới âm 0,148. Nó đây. Bây giờ tới số dương. Số 0,004 rất là nhỏ ha. Tiếp tục là 3,333, 7,461 và tới 21,333. Xong bài toán các em nhé. Cũng khá gian nan ha. Không khó nhưng mà toàn phép tính lần nhờ. Rồi. Bài toán này là bài toán tỷ lệ thất các em nhé. A là trừ 1,5 phần, B là 4,5 phần. Như vậy là ta sẽ có gì? A trên âm 1,5 này, thì bằng B trên 4,5 và bằng A trừ B. A trừ B trên trừ 1,5 trừ 4,5. Như vậy nó sẽ bằng 12 trên trừ 6 và bằng trừ 2. Vậy A sẽ là bằng trừ 1,5 nhân trừ 2 là thành 3. A bằng 3, còn B bằng trừ 9. 4,5 nhân trừ 2 là thành trừ 9. À, ta bắt tìm B thôi. B bằng 4,5 nhân trừ 2 là bằng trừ 9 cơ. Trừ 9 ha. Biểu thức nào đúng trong mấy biểu thức sau đây? Một cộng một thì phải bằng hai chứ. Cái này bên dương bên âm sao bằng nhau được? Trừ một mũ chẵn là ra một. Một cộng một là phải bằng hai chứ sao bằng không. Vậy cái này đúng kìa.
A song song B, C lại dám vuông góc với B. Như vậy C sẽ vuông góc với A. C vuông góc với A rồi C lại vuông góc với D nữa. Vậy A với D song song thôi. Thầy nhắc lại nha, tôi các em hơi rối nè. A thì nó song song với B. B thì nó vuông góc với lại C. Như vậy sẽ ra gì? C vuông góc với A. C vuông góc với A. Mà gì đây? Mà C lại vuông góc với D. C vuông góc với D. Vẽ hình ra biết liền nha. Vẽ hình cho chắc đi. Suy luận tự tin quá cũng ớn ha. A song song B nè. C vuông góc với lại B nè. Vậy C cũng vuông góc với A. C lại vuông góc với D nữa. Vì A song song C là không đúng rồi. Sau khi nhìn hình thì cảm thấy không đúng. A vuông góc với D cũng không đúng rồi. A vuông góc với C thì đúng. A vuông góc với C thì đúng rồi. Chọn này. Bài này giống bài nãy tự làm ha. Cộng lại ra 5. Cộng lại là ra 2. 5 chia 2 là được bằng. Cộng lại là bằng 5. A cộng B là 5 trừ 2,5 cộng 4,5 là bằng 2, đúng rồi. 5 chia 2 là được 2,5. 2,5. 2,5 nhân cho trừ 2,5 thì bằng trừ 6,25. Em tự giải nghe. Này loại này dễ mà. Rồi rút gọn các em. 2 mũ 2 với 2 mũ 2, 3 mũ 2 với 3 mũ 2 hết, 4 mũ 2 hết. Cuối cùng chỉ còn 1 mũ 2 trên 100 thôi. 10 mũ 2 là 1%. Rút gọn phân số thôi. Rút chéo chéo nè, 2 2 3 3 4 4. Có bao nhiêu số nguyên thỏa mãn? Này 4. Rồi, này thầy có thể dùng máy tính ha. Như vậy để cái đó bằng 4 á, thì có những số nguyên sau đây. 1 2 3 4 5 hết 5 số. Các em nên tham gia cái khóa học luyện thi, luyện kỹ năng giải viên bích trên mạng mà thầy sắp mở trong những ngày tới. Thì những cái kỹ năng này đối với các em là chuyện nhỏ thôi các em ha. Ở đây chúng ta dùng bất đẳng thức trị đối A cộng trị đối B lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của A cộng B cũng được. Dấu bằng, dấu lớn hoặc bằng ha. Và dấu bằng sẽ xảy ra khi A nhân B là không âm. Các em nhớ nha. Thì tham gia những chuyên đề đó thì những cái này đối với các em sẽ rất là dễ ha. Còn giờ không có thời gian thì thầy lướt đi nhanh. Tiếp tục. Hai cái giá trị tuyệt đối của hai số bằng nhau. Thì các em nhớ cái công thức kiểu này nè. Trị tuyệt đối A bằng trị tuyệt đối B.
thì các em sẽ suy ra gì? Suy ra a bằng b, hoặc là a bằng trừ b cũng được. Nhớ điều đó. Hai số bằng nhau thì trị đối bằng nhau, hai số đối nhau trị đối cũng bằng nhau. Như vậy là x trừ 2,2 sẽ bằng 0,2 trừ x. Như vậy là ta sẽ có là 2x sẽ bằng 2,4. Vậy là x sẽ bằng 1,2. Đây đáp án này kìa. Còn một đáp án nữa nhưng mà nó không có trong này ha. Ta lấy x bằng 1,2. Thử lại đi. 1,2 trừ 2,2 được 0,2 trừ 1,2 là nó đều ra hai bên bằng 10 hết. A vuông góc C, B vuông góc C thì A song song B, hoặc A sẽ trùng B. Đây mới là đáp án đúng nhất. Rồi cái này chúng ta bình tĩnh thì thấy không có vấn đề gì đâu. Ok, ta dùng tính chất phân phối nha. Rồi phân số 1 trên 2 mũ x rồi cộng cho phân số 1 trên 2 mũ x cộng 3 thì ta ghi là mũ x nhân cho 1 phần 2 mũ 3, được không? Vẫn được đúng không? Bằng 9 phần 256. Đó. Rồi ở trên này là 1 phần 2 mũ x thì thầy ghi nhân 1 thì cũng chả ảnh hưởng gì ai cả. Rồi sau đó thầy dùng tính chất phân phối ha. Dùng tính chất phân phối chỗ này nè. Thầy lấy 1 phần 2 mũ x ra dùng chung. Vậy còn lại 1 cộng với lại 1 phần 2 mũ 3 là thầy cho vào ngoặc. Thầy cho vào ngoặc. Đó. A nhân B cộng A nhân C thì bằng A nhân cho B cộng C nhé. Rồi 1 cộng 1 phần 2 mũ 3 là thành bao nhiêu? Là thành 1 cộng 1 phần 8. Mà 1 cộng 1 phần 8 á, là nó sẽ bằng 9 phần 8. Ừ. 9 phần 8. Từ đó các em suy ra này sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 9 phần 256. 9 phần 256 chia cho 9 phần 8. Chín phần hai năm sáu chia cho 9/8 là bằng 1/32. Như vậy x sẽ bằng 5 nha. 1/2 mũ 5 nó mới ra 1/32. Đơn giản ha. Nói chung là để giải bài toán tìm x mà x nằm ở trên mũ á, thì các em ráng đưa hai bên dấu bằng trở về hai lũy thừa giống nhau phần cơ số rồi ép hai số mũ bằng nhau, thông thường là vậy. Giá trị nhỏ nhất. Bài này cũng khá phức tạp. Tử là không đổi rồi. Như vậy một phân số có tử không đổi thì mẫu nó thay đổi sẽ làm cho phân số nó thay đổi đó. Mẫu càng nhỏ thì phân số càng lớn. Còn mẫu càng lớn thì phân số sẽ càng nhỏ. Khi tử đã đứng yên đó, khi tử đã cố định thì mẫu càng lớn, phân số sẽ càng nhỏ, các em nhớ điều đó. Vì vậy là thầy sẽ muốn cái mẫu càng nhỏ càng tốt. 1 trừ 5, x trừ 2, tất cả mũ 2. Mẫu càng nhỏ càng tốt. À xin lỗi, mẫu càng lớn nhé. Thầy muốn mẫu càng lớn càng tốt, thì lúc đó phân số 2 phần cái đó nó mới là nhỏ nhất nhé. Vậy càng nhỏ càng tốt. Hiểu cái này đó. Hình như tôi lại lộn rồi. Càng lớn mới đúng. Mẫu càng lớn
thì phân số 2 chia cho cái mẫu đó sẽ càng nhỏ. Như vậy mẫu càng lớn càng tốt. Giờ các em để ý cái mẫu là một phép trừ. Một phép trừ có số bị trừ là một không đổi. Thì số số trừ đóng vai trò quyết định. Số trừ càng bé càng tốt. Thì cái mẫu đó nó sẽ càng lớn ha. Số trừ càng bé càng tốt thì lúc đó cái hiệu nó sẽ càng lớn. Mà bé nhất là cái số này sẽ bằng mấy cái? Sẽ bằng 0. Đúng không? Một cái bình phương thì thấp nhất là bằng 0, còn ngoài ra nó là số dương. Các em biết rồi. Một cái bình phương thì không bao giờ ra âm được. Nó chỉ có dương thôi. Hoặc là bé nhất là bằng 0 thôi. Vậy tới đây các em suy ra muốn cái đó bằng 0 thì x phải bằng 2 thôi. Đúng không? X bằng 2. Ta qua vòng số 3. Rồi. Câu thứ nhất. A và B tỷ lệ với 3 và 5. Như vậy A là 3 phần, còn B là 5 phần các em nhé. Lúc đó 3A sẽ bằng 9 phần. Trừ cho B là trừ 5 phần. 9 phần trừ 5 phần là bằng 17,2, tức là 4 phần sẽ bằng 17,2. Khi đó 1 phần sẽ bằng 17,2 chia 4. 17,2 đem chia cho 4 thì được 4,3 các em nhé. Như vậy là mỗi phần là 4,3. Mà A cộng B sẽ là 8 phần. Vậy ta lấy 8 nhân 4,3 là bằng 34,4. Các em tu tới tu lui nghe lời thầy giảng là các em sẽ hiểu thôi ha. Còn giờ câu 2 thầy nó cùng loại với câu 1, thầy mới hướng dẫn kỹ nè. Câu 2 các em theo dõi. A và B tỷ lệ với trừ 2,4 và 3,8. Vậy thầy cho A là trừ 2,4 phần đi. Phần thầy gọi là K đó. B thì là 3,8 phần. Đó. Rồi giờ suy ra cái gì? Cái chỗ này các em nếu các em không hiểu á thì tôi hướng dẫn lại nè. A trên B nó bằng trừ 2,4 trên 3,8. Ha, thì các em suy ra gì? Dùng tính chất tỷ lệ thức thì các em sẽ suy ra là A trên trừ 2,4 là bằng B trên 3,8. Hai cái này bằng nhau bằng bao nhiêu thầy không biết. Giả sử thầy đặt bằng K đi. Thì khi đó A sẽ bằng trừ 2,4 nhân K, còn B là 3,8 nhân K, hiểu chưa? Đó. Vậy thôi. Bây giờ 2A cộng cho B thì nó sẽ bằng 2A. Là A là trừ 2,4K rồi, thì 2A sẽ là trừ 4,8K. Rồi cộng B là cộng 3,8K nha. Như vậy là bằng trừ K. Trừ 4,8 cộng 3,8 là bằng trừ 1 á. Trừ 1K đó. Mà theo đề thì 2A cộng B là bằng trừ 6 nè. Vậy trừ 1K chính là bằng trừ 6 luôn. Như vậy K chính là 6 em. K bằng 6 ha. Khi đó A cộng B, A cộng B sẽ là trừ 2,4K cộng 3,8K. Trừ 2,4 phần đó, cộng cho 3,8 phần thì nó sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? 3,8 trừ 2,4 thì bằng 1,4 phần nhé, 1,4K. Mà lúc này K là bằng 6 ha. Vậy ta lấy 1,4 nhân cho 6. 1,4 nhân 6 các bạn. Kết quả sẽ bằng 8,4. Khá rối rắm không? Rồi tu tới tu lui coi là hiểu thôi. 8,4. Sắp tới thầy sẽ mở cái lớp khai giảng luyện Vlookup.
để các em thi vòng trường, vòng huyện và vòng tỉnh, các em nhớ tham gia. Những kỹ năng này thầy sẽ có thời gian thầy nói nhiều hơn, ở đây thời gian ít quá, phải chạy đua với thời gian nè. Ít nhân ít là ít bình, trừ 4 nhân trừ 9 là 36. Ít bình bằng 36 thì ít sẽ bằng trừ 6 hoặc là 6. Câu số 4. Hai đường thẳng song song, một cát tuyến cắt ngang qua. Cát tuyến tức là đường thẳng cắt hai đường thẳng khác, người ta gọi là cát tuyến. Hai đường thẳng song song mà bị cắt bởi một đường thẳng thì hai góc trong cùng phía sẽ bù nhau, em biết rồi, tức là tổng của chúng sẽ là 180, mà người ta lại cho hai góc trong cùng phía đó hơn kém nhau 28 nữa, có nghĩa là hiệu của chúng bằng 28. Đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu. Số nhỏ ta lấy tổng trừ hiệu chia đôi, 180 trừ 28 chia 2 là bằng 76 độ. Còn góc lớn là lấy 180 cộng cho 28 chia đôi là bằng 104. Bài số 5. Các em chú ý là một số bình phương, một cái gì đó bình phương lên thì không bao giờ ra âm. Các em nhớ điều đó cho thầy nha. Một số dương bình phương lên là tạo kết quả dương. Một số âm bình phương lên tức là âm nhân âm cũng tạo kết quả dương. Còn số không bình phương lên thì nó bằng không. Như vậy là một cái số bất kỳ lúc bình phương lên thì bét nhất là bằng không. Ngoài ra là dương thôi chứ không bao giờ nó âm được nha. Vậy các em coi 2x cộng 1 như là một số này, lúc bình phương lên thì nó không âm. Trị tuyệt đối cũng vậy các em. Kết quả tính trị tuyệt đối cũng vậy ha. Đây, trị tuyệt đối của y trừ 2, y trừ 1,2 cũng luôn luôn lớn hơn bằng 0. Một số có thể dương, có thể âm, có thể bằng 0, nhưng mà kết quả tính giá trị tuyệt đối của số đó thì luôn luôn là lớn hơn 0 hoặc là bé nhất là bằng 0. Rồi hai cái biểu thức mà luôn luôn lớn bằng 0 mà cộng lại các em. Và đòi bằng mấy? Đề cho là cộng lại và đòi bằng 0. Như vậy từng bản thân của những cái biểu thức này phải bằng 0. Vậy là 2x cộng 1 phải bằng 0. Nếu không bằng 0 thì nó bình phương lên nó sẽ khác 0 liền. Y trừ 1,2 cũng vậy, cũng phải bằng 0 các em nhé. Chứ nếu nó không bằng 0 thì tính giá trị đổi ra nó lớn hơn 0 liền. Rồi một cái số lớn hơn 0 cộng một số lớn hơn bằng 0 thì làm sao mà ra bằng 0 được. Rồi từ đây các em sẽ tìm được x và y nhé. X sẽ bằng 1 trừ 1 chia 2. 1 chuyển qua đây là trừ 1, trừ 1 chia 2 là trừ 0,5. Còn y là bằng 1,2. Người ta hỏi x cộng y bằng mấy thì các em lấy 1,2 cộng cho âm 0,5 thì nó sẽ ra là 0,7 ha. 0,7 trừ 0,5 rồi cộng cho 1,2 thì bằng 0,7, đúng rồi. Bài dưới này cũng vậy. Bài dưới này cũng y chang như vậy kìa. Giờ các em nghe thầy giảng nè. Quên này đi. Tạm quên này luôn. Giờ tạm quên anh bạn này đi ha. Nhìn lên này thôi. Giờ thầy có x trừ 2/5. Tất cả bình lên thì luôn luôn lớn bằng 0. Một số luôn lớn hơn hoặc bằng 0 mà đem nhân với 1/3. 1/3 các em để ý là một phân số dương nha. Một số dương nhân cho một số dương thì ra dương. Một số dương nhân cho một số 0 thì ra 0. Như vậy một số dương nhân một số lớn bằng 0 thì cũng tạo thành kết quả lớn bằng 0 ha. Tiếp tục. Giá trị tuyệt đối của 2y cộng 1 thì cũng là một cái biểu thức luôn luôn lớn hoặc bằng 0. Đó. Như vậy các em suy ra tổng của hai biểu thức này, một cái không âm rồi cộng cho một cái không âm nữa thì kết quả cộng lại bao giờ cũng lớn hoặc bằng 0. Đúng không? Như vậy nếu thầy lấy cái kết quả này
cái kết quả luôn luôn lớn bằng 0 này. Thầy đem thầy cộng với 7 thì cả biểu thức này thấp nhất là sẽ bằng 7. Gì nữa? Biểu thức trên này luôn luôn lớn hơn bằng 0, tức là thấp nhất là bằng 0, ngoài ra là lớn hơn 0. Vậy lúc đem biểu thức này cộng cho 7 thì các em sẽ được tồi nhất là bằng 7 thôi. Tương tự cộng cho 9 thì tồi nhất là bằng 9. À, hay là cộng cho 1 thì tồi nhất là sẽ bằng 1. Giờ thầy cộng cho -4. Cộng cho -4 thì tồi nhất cái này cũng sẽ bằng -4. Vậy thôi. Và thầy cộng cho -2.5 thì bên này nó tồi nhất sẽ là -2.5. Mà cộng cho -2.5 tức là trừ cho 2.5 đó các em. Đó. Vậy tới đây các em thấy chưa? Vậy biểu thức này sẽ lớn hơn bằng -2.5, tức là giá trị nhỏ nhất của nó là bằng -2.5. -2.5. Hàng loạt những bài giống như vậy đứng liên tiếp nhau các em. Giờ tiếp tục bài số 7 nha. Bài số 7 ta cũng làm y như vậy luôn, nhưng mà nó hơi khó một chút. Bây giờ các em nghe thầy giảng mới hiểu nè. 1/4 - 2x. Giờ tôi có 1/4 - 2x. Tôi không biết là 1/4 - 2x bằng bao nhiêu hết á. Nhưng mà cái kết quả này lúc bình phương lên là lớn hơn bằng 0. Đúng chưa? Bây giờ tôi đem cái số lớn bằng 0 này tôi nhân với lại -1/5. Thì các em để ý, -1/5 là một số âm, còn bên này là số lớn hơn bằng 0. Âm mà nhân dương á, thì sẽ ra âm. Còn giả sử bên này mà bằng 0 á, thì 0 nhân âm sẽ ra 0. Như vậy là một số bình phương thì lớn hơn bằng 0, còn -1/5 là âm. Một số âm nhân với một số lớn bằng 0 thì sẽ tạo thành một số nhỏ hơn hoặc bằng 0 các em nhé. Thì âm nhân dương sẽ ra âm, còn âm nhân 0 sẽ ra 0 thôi. Vậy kết quả nhân này kiểu gì là luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Rồi tiếp tục. Giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của 8x - 1 thì luôn luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0, là một kết quả lớn hơn bằng 0. Mà thầy gắn dấu trừ đằng trước thì nó lại thành một số âm hoặc bằng 0. Đó, âm hoặc bằng 0. Vậy thầy có trong tay hai biểu thức nhỏ hơn hoặc bằng 0, tức là âm hoặc bằng 0 đó. Giờ thầy đem hai biểu thức này thầy cộng lại. Đem hai biểu thức này cộng thì cũng sẽ được một biểu thức mẹ, biểu thức mới cũng nhỏ hơn hoặc bằng 0. Cộng cho trừ thì ghi trừ luôn nha. Vậy biểu thức này luôn luôn bé hơn bằng 0 các em nha. Thì bé hơn bằng 0 thì trong số những số bé hơn hoặc bằng 0 thì số 0 là cao nhất. Số 0 lớn hơn những số âm mà. À, tóm lại biểu thức này luôn luôn nhỏ hơn bằng 0, tức là số 0 là giá trị cao nhất của nó, giá trị lớn nhất của biểu thức này. Rồi biểu thức này lớn nhất bằng 0 nha. Vậy tôi lấy biểu thức này tôi cộng cho 5 thì cả cái biểu thức mới này lớn nhất sẽ bằng 5. Tương tự, nếu tôi cộng với 9 thì cả biểu thức này lớn nhất sẽ là 9. Và tôi cộng với 2016 thì lớn nhất biểu thức đó sẽ là được 2016. Như vậy tóm lại giá trị lớn nhất của biểu thức này sẽ là 2016. Nếu người ta hỏi giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu thì các em nhập 2016 vô luôn. Nhưng ở đây người ta hỏi là x bằng bao nhiêu thì để cái này đạt giá trị lớn nhất. Thì muốn cả biểu thức này đạt giá trị lớn nhất là 2016 á, thì biểu thức trước khi cộng cho 2016 á, nó phải lớn nhất là bằng 0. Mà muốn biểu thức màu xanh này bằng 0 này các em, thì hai biểu thức này là đều phải cao nhất là bằng 0 hết. Thấy không? Thì muốn biểu thức hai biểu thức này bằng 0 thì các em cho hai cái ngoặc đơn này với lại cái 8x - 1 này bằng 0 thôi. Bây giờ cái này bằng 0 á thì các em sẽ suy ra x sẽ bằng gì. 1/4 - 2x bằng 0 thì các em sẽ tính ra là 2x bằng 1/4, vậy x sẽ bằng 1/4 chia 2, vậy x sẽ bằng 1/8.
Đó, tương tự dưới này, cái giá tuyệt đối này muốn bằng 0 thì suy ra x sẽ bằng 1/8 luôn, may quá. Vậy lúc x bằng 1/8 thì cả hai cái này cùng bằng 0, thì lúc đó biểu thức này sẽ đạt giá trị lớn nhất. Vậy thầy lấy x bằng 1/8 tức là 0,125 các em nhé. Ồ, sắp hết giờ rồi. Rồi câu số 8. Câu số 8. Nhân chéo lên, 2x nhân 3x sẽ được 6x bình phương. Nhân chéo 42 nhân 28, 42 nhân 28 bằng 1176. Từ đây các em suy ra là x bình phương sẽ bằng 1176, 1176 chia 6 là bằng 196. 196. Như vậy suy ra x sẽ bằng cộng -14. Như vậy là có hai giá trị x thỏa điều đó. Câu tiếp theo. Câu này khó rồi. Số tự nhiên n thỏa. Ta làm câu 10 trước đi các em nhé, hết thời gian rồi. Câu 10 là các em sẽ làm giống như câu số 6 ha. À, giống như câu số 5 trên này nè. Giống câu số 5 trên này nè. Rồi, giống câu số 5 thì ta làm sao? Muốn hai cái này cộng lại bằng 0 á thì bản thân từng cái này phải bằng 0, từng số hạng này phải bằng 0. Vậy là 2x cộng 1 phải bằng 0 ha. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng -0,5. Rồi y cộng cho 1,2 bằng 0 thì suy ra y sẽ bằng -1,2. Rồi giờ các em lấy hai cái đó cộng lại, -1,2 cộng cho -0,5 thì bằng -1,7. -1,7. Rồi còn ít thời gian quá, ta làm bài cuối. Bài cuối là hơi khó nha, nãy giảng bài trên nhiều quá. Rồi, 2 mũ 0, 2 mũ 0, 2 mũ 0 cộng cho 2 mũ 1 cộng cho 2 mũ 2 cộng .. cộng cho tới 2 mũ 21. Giờ biểu thức này thì đặt là A đi ha. Rồi bây giờ các em lấy biểu thức A, các em nhân cho 2 thì dùng tính chất phân phối nhân vô thôi thì nó bằng giống y như thế này nè, nhưng mà số mũ tăng lên kia. 2 mũ 0 nhân 2 nữa là thành 2 mũ 1. Rồi 2 mũ 1 nhân 2 nữa là thành 2, 2 mũ 2 nhân 2 nữa thành 3, 2 mũ 21 nhân 2 nữa là thành 22. Rồi giờ các em lấy phe dưới trừ phe trên, 2A trừ A thì nó bằng cái đám dưới này trừ cái đám trên. 2 mũ 1 trừ 2 mũ 1 là chết, chết lần chết mòn ha. Đây là 2 mũ 3, xin lỗi các em. Sau cái phép trừ này thì chỉ còn lại 2 mũ 22 thôi, trừ cho 2 mũ 0 thôi. Tức là gì? Bây giờ 2A trừ A, 2 lần A trừ 1 lần A thì còn 1 lần A nha. Còn 2 mũ 22 thì thầy để nguyên đi, tính gì cho nó mệt. Còn 2 mũ 0 ra 1. Đó. Như vậy biểu thức ban đầu là A đó. Chính thực sự là bằng cái gì? Là bằng 2 mũ 22 trừ 1, trừ 1. Mà 2 mũ 22 trừ 1 chính là 2 mũ 2 x 11. Đó, rồi trừ 1. Như vậy số 11 này chính là cái số n người ta đang hỏi nè kìa. N bằng 11 nha. Rồi, xong bài toán. Mấy cái này cũng hơi khó. Cái chuyên đề dãy số quy luật này nè, rồi dãy cấp số cộng, cấp số nhân này nè, thầy sẽ hướng dẫn kỹ trong cái lớp học Vlombic ôn thi cấp huyện, cấp tỉnh sắp tới thầy mở nha. Các em cố gắng, nếu có hứng thú và có thời gian rảnh thì sắp xếp tham gia các khóa học trên mạng của thầy, trên trang web của thầy nha. Cách hướng dẫn đăng ký như thế nào thì trên trang web thầy đã bày rất kỹ rồi.
Rồi các em chú ý vô cái trang web của thầy trên này. Đây trang web này nha, để đăng ký học các cái khóa học đó. Giờ ta nộp bài. Rồi.